Юлия Тимошенко – один из самых ярких и самых популярных политиков. Бà Юлия Тимошенко là một trong những chính trị gia Ukraine nổi bật nhất và được lòng dân nhất trong thập niên qua. Bà được coi là lãnh đạo của cuộc cách mạng cam năm 2004, khi hàng trăm ngàn người đổ xuống đường ở thủ đô Kiev và nhiều thành phố khác ở Ukraine để ủng hộ ứng viên thân phương Tây Viktor Yushchenko. Các đợt tuần hành này, phần lớn được Yulia Tymoshenko dẫn dắt, đã đưa tới chỗ tổ chức lại kỳ bầu cử tổng thống và đem về thắng lợi chị ông Yushchenko, đồng minh thân cận nhất của bà khi đó. Tuy nhiên, liên minh này sớm tan rã, khiến cho các chính trị gia thân phương Tây bị mất điểm với quần chúng và cách mạng cam thất bại. Vào năm 2010, bà Tymoshenko ra tranh cử tổng thống nhưng bị thua trước đối thủ không đội trời chung, cũng là người đã thua cuộc trong kỳ bầu cử tổng thống năm 2004, ông Viktor Yanukovych. Bà Yulia Tymoshenko bị cáo buộc lạm quyền khi đồng ý ký vào bản hợp đồng có trị giá 10 năm để mua khí đốt tự nhiên của Nga năm 2009. Lúc đó, Nga ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine do những bất đồng về giá cả, khiến nhiều nước châu Âu không có điện và năng lượng sưởi ấm ngay giữa mùa đông. Bên công tố cho rằng bà đã vi phạm thủ tục và đồng ý mua khí đốt với giá cắt cổ, gây hại cho kinh tế Ukraine. Nhưng cựu thủ tướng bác bỏ cáo buộc này, nói bà không làm gì sai và rằng đây là cáo buộc mang động cơ chính trị. Bà nói đó là sự trả đũa của ông Yanukovych. Chính phủ Ukraine rất muốn hủy hợp đồng mua bán gas mà bà Tymoshenko ký với Moscow với lý do Ukraine đã phải trả giá quá cao. Thế nhưng, Moscow nói chẳng có gì sai trong thỏa thuận đã ký và yêu cầu Kiev tôn trọng hợp đồng. Nước Nga khẳng định rằng giá khí đốt mà Ukraine đang trả không hề cao hơn so với các nước khác theo công thức tính giá gas nói chung trên thị trường quốc tế. Cả hai bên đều đang dọa sẽ kiện nhau ra tòa án quốc tế. Nhiều người tin rằng nếu cuộc tranh cãi tiếp diễn, nó có thể dẫn tới việc lặp lại cuộc khủng hoảng khí đốt ở châu Âu, khi nhiều nước ở châu lục đã phải giảm mạnh hoặc thậm chí ngưng nhận nguồn cung cấp khí đốt vận chuyển từ Nga qua Ukraine như hồi tháng Giêng năm 2009.